Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có một buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Thì như các cô quý cô bác đã biết thì ngày hôm qua bà con thôn Lê Chia đã dựng lán và đã có những bao xi đầu tiên về cái đoạn đường của mình rồi. Thì ngày hôm nay thì bà con sẽ chia là hai tốp. Như em Tuyên đã nói thì cái công việc vận chuyển xi ấy sẽ giao cho hai người đàn ông. Trong đó là có một là em Xá, và ngày hôm nay là có một ngày người nữa là em Mua, con chú Sử. Thì hai người này tay lái cực kỳ là phải cứng chắc thì mới chở được những bao xi măng này. Thì như mọi người đã biết là con đường này nó quá là khó khăn rồi, mà trên tay mình là hai bao xi đi thì nó rất là dốc và rất là cứng tay, nên là phải có những người thật là cứng tay mới đi được thôi. Thế thì còn một tốp còn lại thì ở đây sẽ là ngày hôm nay sẽ bắt đầu tiếp tục đổ những mét bê tông nhá. Thì bây giờ thì bà con đang công tác chuẩn bị để làm những mét bê tông tiếp theo. Em Tuyên xin mời tất cả quý cô bác anh chị cùng theo chân em Tuyên, cùng theo chân bà con thời chia tiếp tục những mét bê tông trong cái đầu ngày đầu xuân năm mới này nhá mọi người nhá. Em Tuyên xin mời tất cả mọi người ạ. Vâng, đây mọi người thì đây thì bà con đã bắt đầu đang dựng ván này, kê ván này. Thế em Tuyên được thấy là như vậy. Đấy, bên này thì em Tuyên giao cho em Thề sẽ làm đội trưởng. Xin chào mọi người nhá. Rồi, ok, xin chào em. Em ơi Thề, những cái đoạn tầm ngắn đấy để dành để mình nữa làm cái kê ngang ấy. Đúng rồi, có chưa? Đấy. Xong rồi tưới nước nhá, lấy vòi nước về tưới vào nhá. Hôm nay nước đầy đủ chưa? Có. Hôm qua thì như mọi người biết là hôm qua bà con là kê từ đầu tiên là một bể ở trên kia, một bể nước công cộng ở bên trên kia. Xong rồi chúng ta vẫn còn bạt, hôm trước là chúng ta đã mua nhiều, rất là nhiều. Chúng ta kê thêm một cái bể dưới kia, đấy, hai bể luôn. Và xong rồi kéo nước về dưới kia để cho bà con rửa bát này, nấu ăn này, nấu cơm này. Đó. Và những bao xi kìa mọi người ạ. Chuyển được nhiều xi phết đấy thầy nhờ. Đấy thì 50 bao rồi. Đấy này, cũng là rất là may có những cái chiếc xe máy của các cô chú mới chuyển nhanh như thế. Đúng không? Thế hôm qua đi xe máy thế nào? Thì phải chuyển nhanh hơn. Có xe máy chở nhanh hơn đúng không? Đó là bà cô chợ thì phải một ngày thì hay cả ngày thì hay người chở 5 bao thôi. Đấy là đi bộ đấy, còn mệt đấy đúng không? Đúng rồi. May đấy có được các cô chú yêu thương. Đấy. Em bảo một người đi lấy dây nước về tưới luôn đi. Không không quên nhá, đừng có quên nhá. Lâu lâu không làm là quên vào là hỏng đấy. À đây nè. Đây là tút có sự tư. Tớ đây là nếm gà không bỏ. Xong rồi Thế ơi, cái ván này nhá, bảo cạo sạch đi, xong rồi có cái dầu mình thay xe máy kìa. Đấy, bôi vào. Vâng. Không thì lúc là tháo ra lại vỡ á. Ok. Thế là dòng mà ba vào đây không? Có, anh mua rồi mà. À, thế à? Mua cả cái ở cái túi đen nhá em ơi. Bảo là lúc đấy có ai lên lấy ấy. Ở trong cái túi đen đen xì ấy. Cái túi á? Trong cái dầu ấy. Vâng. Dầu ở trong cái túi đen ấy. Vâng. Găng tay. Hôm nay đeo không đeo ủng phải không? Đấy, giờ lâu không đi làm nhá. Thề nhá. Vâng. Mai đeo ủng nhá. Vâng. Vì chiều nay đeo ủng luôn đấy. Vì cái này đổ bê tông là nó ăn vào chân tay đấy. Vâng. Có găng tay đấy. Găng tay kia, găng tay lấy, em bảo lấy ở cái túi đen anh mang lên rồi. Túi đen ấy, túi đen xì ấy. Mang lên đây. Và bà con mang lên đây. Tưới nước này. Xong rồi đấy. Em đo rồi đúng không? Đo rồi. Đo 1,5 m rồi đúng không? Ok rồi, thế là đo chuẩn là à đây. Gai rồi. Ok. Đấy. Nói chung là mình làm quen rồi. Đấy. Đây mọi người này. Thề đo rất là cẩn thận đấy. Đường đẹp đấy. Chỗ này thì nền quá là cứng tốt vì bên dưới này rất là nhiều đá. Bên trên đoạn cây 20 mới là khó khăn này. Thế ơi, xong rồi hôm nay bảo ai đứng máy đấy? Máy à? Đứng máy bê tông ấy. Ai đứng? Anh bó gì? Bó này bảo là cái bê tông nhìn cái chất lượng mác như mọi năm, mọi lần mình làm nhá. Mà cho nó nhão một tí, đừng cho khô. Và chấm tí thì em đổ một lần. Cho là mẫu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok, ok. Đúng rồi. Đây này, cái đội trẻ con này nhá. A Lử phải không? A Mình phải không? Lử đấy, đúng rồi. Lử. Kia là con gái nhà chị May đúng không? Cười à.
Đó. Đây bà con đấy, vợ à Phú đang ấy lại cái đá này. Chỗ này nói thật với mọi người cái nền này quá là chắc luôn. Một lượt đá như này, lượt đá 46 này, này. Xong rồi bê tông nó gần 15 phân nữa. Cái mác mình lại làm mác cao nữa. Nên là các cô chú có nhiều, rất nhiều cô chú anh chị cũng nói thật là cái đường này nó không cần phụt lên được mà em. không cần phải đầm bằng máy nữa thì quá chắc nữa, càng chắc luôn. Đường này mát thì bà con làm rất là tốt, rất là đều. Đấy, mọi người xem nhá, hôm nay em Tuyên để ý này. Đấy, em Thề này, em Pó này, em áo xanh là Nu thì phải. Còn em Trà này, Bố Xá này. Đấy, và em Mua, em Xá nữa. Đấy, chỉ có 7 người đàn ông. Và có anh Pó nữa, anh Pó này cũng bận. Đó, 7 người, 8 người đàn ông trong cái thôn này, hiện tại bây giờ đi làm. Còn đâu đa phần là các chị em phụ nữ. Con ạ. À, thế ạ. À, con bảo con cái chai dầu sửa xe máy ấy ở trong túi đen ấy. Để mang lên tí cho thay xe của Xá đi. Đấy, bây giờ phun nước. Vâng, các quý cô bác thì trên kia chính là em Mua, em Xá đang chở xì đấy. Chú thúc với mọi người là đi cực kỳ phải cứng tay. Cái con đường này tuy là chúng ta đã làm bên trên kia nó rộng, rất là rộng rồi, nhưng mà nó dốc, nó trơn. Đây, những tay lái của thôn để chia đâu. Nó còn đi một tay à Xá? Bên này là Amua, tay lái F1. Đây là Xá, cũng là tay lái F1 của thôn để chia đây. À mình à hả? Ai à Xá ơi, con này thay dầu chưa? Mua dầu, anh mua dầu rồi đấy. Con xe đen này hôm qua thay rồi. Thay rồi nên là đi thoải mái luôn, khỏe. Vì cái con của mình đây là mình phải đi dốc nhiều ấy, phải thay đi cho nó khỏe. Được không? Đây đây. Giữ xe rồi, tâu ok đi. Đấy, xe của Xá là không bị mắc à? À đâu? À, tỉnh táo đấy. Nó mái ở trong là cái. À đúng rồi. Làm gỗ này mình thiết kế cho nó nhàn đúng không? Tiếng xe máy, cái máy có nổ nó rất là đều, nó không như xe khác nó vèn. Đúng không? Cái xe máy tốt hay không mình nghe cái tiếng nổ nữa, rồi mình đi cảm nhận nữa. Nó to đấy. Leo đoạn dốc 20 thoải mái chứ. Đi xuống mấy? Dốc cửa thì dốc xuống thì nó đi xuống 1. À. Đi xuống 2. À, lúc đi lên là đi xuống 2. Thế chứng tỏ con xe này khỏe quá rồi nữa. Ngày xưa mình đi con dốc đấy thì đi xuống 1 cũng phải đẩy ấy. Đó. Đậm này, đấy, đúng rồi, tâu đấy, thầy ạ. Cứ như thế, mình nhựa đang nước đang có, làm cái này nó mới chắc được cái bê tông của mình. Đang đo cái chiều rộng của con. Thế, cho dịch vào trong nhiều hơn. Cho vào trong chứ đừng cho ra ngoài. Ờ, đừng, thế. Anh bảo này, cho cái đoạn vừa rồi ấy, cho ra ngoài này. Hẹp, không chưa được 1,5 mét đúng không? Thì đóng vào trong này.
đóng vào trong, đúng rồi, đóng vào tả ly nhiều, à đóng chứ đừng đóng vào vực đấy, đường mình đi vào trong tả ly cơ đấy, đúng rồi tâu rồi, chứ mình đi ra ngoài kia là nó ngã ra ngoài ấy, đúng không, mình cho ra ngoài là mình ngã ra ngoài đó. Thế nhá, từ sau là cho, là đa phần là cho vào trong nhá, cho ra ngoài là đường rộng là mình đi lại ngã ra ngoài á. Đó, hai chiếc chiến mã của các cô chú và hai bạn là Va Vi và Mon tặng cho bà con thời chia đấy. Đi lại nó rất là dễ dàng. Có nó thì mới chở được những bao xi này nhanh như này. Đấy, một chuyến là đi được 4 bao. Chuyên để cho bà con thôi chia thì như mọi người biết là 4 bao xuống đến đây là mất 2, 4, 6, 8 người rồi. 8 người mới chở được xuống đây. Mà nó rất là mệt. Một lần đi được 4 bao như này thì nó phải mất trên 2 tiếng. Hôm nay các chị em rất là vui. Bắt đầu là những cái mét đường bê tông tiếp theo rồi. U ta ta. U mô cái gì à? Say say à? Vô sáng à? Say say á? Mô ta ta mà còn say. Mất đâu? Để găng tay. Xá à, thế xem ai đeo găng tay thì đưa cho bà con nhá. Chỗ này em cũng đổ hết vào chân này cho anh. Cho nó rộng, đừng đổ ra ngoài. Đúng rồi. Đây. À, nu này đúng không nhỉ? Nu này. Đấy. Po này đúng không? Đấy, giò. Đấy. Nu với po là điều khiển là máy bê tông nhá. Đấy. Những chiếc xe rùa. Những tay lái xe rùa ở đây. Lâu lắm không lái rồi thầy nhỉ? Lâu lắm không lái rồi, hôm nay bắt đầu quay lại lái tiếp. Phải thử thôi. Thử ngày không? Ấy giờ cháy thế. Cháy cũng chát thế xe.
Tại đoạn đầu này thì đẩy như này thì nó hơi vất vả một chút mọi người ạ. Nhưng tí nữa chúng ta đẩy hết chỗ này xong đổi xôi xuống kia thì nó dễ hơn. Vì cái khó khăn là chúng ta không thể suốt ngày đẩy xôi được. Đẩy xôi như thế thì cái máy bê tông ấy và khi chúng ta đổ ấy, nó sẽ không kịp khô để chúng ta di chuyển đường ấy. Nó chỉ cố định được một chỗ thôi. Cố định từng điểm đống cát một thì ta trộn bê tông ở chỗ đấy thôi. Nên là khi có thể đẩy lên như này nó hơi mất sức một chút. Nhưng mà cũng phải cực kỳ cố gắng thôi mọi người ạ. Nó đẩy lên thì nó lâu hơn, còn đẩy xuống thì nó nhanh hơn. Bà con là lâu không làm nên là chưa quen đúng không? Đúng rồi. Bây giờ làm phải mất 1-2 cúi đầu bắt đầu mới quen được. Lâu lâu không làm mới quên này. Hay ban ngày thì phải kê rồi. Là quen như ngày xưa ngay đúng không? Đây là những bao xi măng đã chở đến đây và bây giờ lại di chuyển xuống bên dưới kia mọi người. Thực sự với mọi người nhá, bà con đã được tặng ủng rồi nhưng bà con đeo không quen. Đấy thì có như kiểu bố em Xá đây làm bên bê tông ấy thì còn đeo, còn những chị em phụ nữ ấy cũng đã phát ủng rồi chứ, mỗi gia đình một đôi ủng ấy chứ, nhưng mà không đeo. Còn găng tay này, khẩu trang lúc nào em cũng phải mang theo, để ngày nào một ngày là một cái khẩu trang để đưa cho bà con đeo vào. Làm xi măng rất là bụi, bà con bảo nóng ấy. Còn cái găng tay đưa kia một bọc mới luôn, bà con lúc làm lúc đeo lúc không quen đấy. Vâng đây mọi người, đây là con của chị Cái. Lử bắt đầu. Xin chào các cô chú. Đúng rồi, đang đeo khẩu trang nói hơi bé. Bây giờ em Lử này học tiếng, em Tuyên thấy là học tiếng phổ thông rất là nhanh này. Lử ơi, Lử chào là chú thề. Đang làm việc. Đang làm việc. Đúng rồi, A Mình nào. A Mình nói nào. Chú thề. Đang làm việc. Đúng rồi, nào. Nào em nói nào, bảo chú thề. Đang làm việc. Đúng rồi, nào, bắt đầu nhá. Nào, chú thề. Đang làm việc. Nào. Nào Mình. Mình nữa rồi, Mình nói nào. Chú thề. Đang làm việc. Đúng rồi, nào. Em nào. Em nói nào, chú thề. Đang làm việc. Đúng rồi. Các em nhỏ ở thôn để chia thì nghịch đất đấy, nên là hơi nhem nhuốc một chút mọi người ạ. Cái mác của mình đổ nó rất là tốt, và cái nền móng đá của mình đã có một lớp móng đá rồi, xong rồi mình đổ dày trên 10 phân nữa thì em Tuyên nói chung là rất là tin vào cái đường này. Bà con làm đây là cái con đường nó bao nhiêu công sức từ các cô các chú mạnh thường quân trong và ngoài nước, và sự đoàn kết của bà con từ chia thì mới làm được những mét đường như này. Ái già, có phải kia là chú thề không? Hả? À, đúng rồi chú thề đấy. Đây là từng một mét đường, là từng một sự nỗ lực
của từng cá nhân một. Và đây là từng sự nỗ lực của toàn thể bà con Xuân Đề Chia mới có được những cái mét đường như này. Nếu chỗ mặt này sẽ nó hơi to thì sẽ sửa lại cho nó ok hơn một chút. Đây này, nào bắt đầu. Xin chào chú. Xin chào chú. Nào, chào chào các cô. Chào các cô. Chào chào các bác. Chào các bác. À, đúng rồi. À, mít, cháu là Lữ. Đây là gì? Cháu là mình. Đây là gì nhỉ? Hả? Không, đây là Mitu mình này. Đây là gì nhỉ? Đây là Lữ này. Còn Mitu là gì nhỉ? Mình. Đây là gì? Tú à? Phú à? Khó quá. Đây là các em nhỏ ở đây là không biết tiếng phổ thông đấy. Đây là cũng có con đường này thì cũng là tương lai mở ra cho các em là biết tiếng phổ thông nhiều hơn. Đó. Rất là hay. Đang ngồi cạnh em Tuyên để xem máy quay. Đang cứ bập bẹ là chào các cô các chú. À Lửa nhá. À. Rất là hay ấy, mọi người ạ. Ở phía bên trên này thì bắt đầu đội MT đã khóa những cái mét đầu tiên rồi. Làm nhiều cái giãn nở thì cho nó tốt.
Chỗ đấy phải một xe nữa mới tâu được. Đây hai em này đang đi sửa đường, đi với đội em xá đi sửa đường. Em xá bảo là đường xấu quá, hôm trước mình đã sửa rồi nhưng mà chỗ chân thôn bèo qua chỗ đầu ấy, nó bị ướt đấy đó, nên đi sửa đường đấy. Vừa làm vừa đi vừa vào vừa kết hợp vừa sửa luôn chứ không đi được, xe phải cực khỏe mới đi được đoạn dốc này đèo hai. Thế bà em xá bảo đi đoạn dốc này của số 1, bên trên kia đi thoải mái vô tư, vẫn số 2 vô tư. Tay lái đúng không? Cực kỳ tốt. Bây giờ là chỗ này là láng rồi thì chúng ta không đi qua được đấy. Bây giờ vác những bao xi này xuống bên dưới này cũng là một cái đi vậy rất là phải tỉ mỉ đấy mọi người. Để đi qua cái bờ này. Bao 50 cân. Để cho em Tuyên nhấc như thế em Tuyên không nhấc được đâu. Chủ thức với mọi người. Cho có không phải là
làm ở đây ấy, thì thiếu hiện tại là như kiểu mọi người là biết là phải chia ra. Như ở bên trên kia hôm nay đã đi hai người đi sửa đường, hai người bê xi, hai người chở xi, mất 6 người đó. Và còn lại là làm ở trên này là 15 người. Thì 15 người thì đang ở đây là có 13 người. Và bên dưới chỗ bếp ấy, nấu cơm là có 2 người nấu cơm nữa. Đó, thế là chỉ còn 13 người thôi. Đúng không? Đúng nhỉ? Em tên vừa tính xong lại quên sự mất rồi. Đấy, 6 người đi chở xi, 2 người đang nấu cơm, 8 người còn lại ở đây. Đúng là còn 13 người thôi. Đây là làm cái tốc độ như này mà toàn các chị em phụ nữ thì theo em Duyên thấy thì cũng rất là nhanh. Đấy, vì hỗ trợ nhau làm. Vâng, đây mọi người ạ, thì như mọi người thấy thì hiện tại những cái mét bê tông đầu tiên của ngày hôm nay cũng đã được cả hai đoạn rồi. Đấy, tiếp tục đây. Thì hai đoạn này thì nó đẩy lên nó hơi dốc một chút, nên là nó hơi mất sức một chút. Và cũng sau một thời gian bà con nghỉ làm việc nó chưa quen. Đấy, bây giờ nó quen rồi thì nó vào guồng rồi. Cứ theo đường dây chuyền thì làm việc nó dễ hơn. Đấy, lúc sáng nay thì thi thoảng là chưa kéo cái xe rùa này thì nó ngượng ngượng. Bây giờ thì những bước chân nó đã được thanh thoát hơn, những cái gối vữa nó ra đều hơn và những xẻng vữa được xúc nhanh hơn. Đấy, nên là bà con đã làm nó rất là nhanh hơn rồi. Và bây giờ cái đoạn di chuyển lên này thì nó cũng ngắn hơn nữa. Và cũng gần đến cái giờ trưa rồi thì cơm nấu cũng sắp chín rồi mọi người ạ. Đó, thế là chúng ta cũng kết thúc cái buổi làm việc buổi sáng nay. Thì nói chung là cái thành quả và cái kết quả của bà con thì từng mét đường đều là những cái thành quả rất là tốt nhất. Vì đặc điểm ở làm ở trong cái con đường của thôn Đề Chia thì nó rất là khó và nhiều cái rất khó khăn. Và đây chúng ta nhìn thấy thì đa phần là các chị phụ nữ. Đó, tất cả là đều phụ thuộc vào các chị em phụ nữ thôi. Nên là những mét đường nó là một cái thành quả rất là lớn rồi. Nên chúng ta hãy cùng cố gắng để đạt được cái thành quả thật là tốt, để không phụ lòng của các cô các chú đã ủng hộ cho bà con thôn Chia mình.
Vâng mọi người ạ, thì cũng đã đến cái giờ trưa rồi ấy. Đấy thì bà con là đang cũng cố gắng là hoàn thiện nốt cái đoạn này. Đó. À, máy bê tông đã nghỉ rồi. Bây giờ là máy bê tông đã nghỉ thì bắt đầu bà con là sẽ bắt đầu đi vác xi vào. Thì những em mua và em xá đã chở xi về bên dưới kia. Thì bắt đầu là sẽ vừa vác xi vào, đi theo men men này. Đấy. Xin chào Nu nhá. À, Nu đi làm em nhìn về cái cắt tóc này đẹp, đẹp trai đấy. Ôi một sao ơi. Ơ thế tưởng Nu đi làm cơ mà. Ơ sao bây giờ lại về? Không làm được bây giờ về à? Nặng quá à? À không làm bốc vác thế là bây giờ không làm được là về à? Đó không phải là đơn giản, cũng không phải là đơn giản là cứ đi làm mà được đúng không? Đấy. Đấy bà con đang hỏi thăm Nu này. Nu là đi làm được mấy chưa một tuần đâu nhở? 10 ngày không làm nổi à? Đấy. Đây là những cái đoạn là mét bê tông cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay thì đang khóa này vào. Đó. Để còn đi, bây giờ là đến tiếp tục là nò mỏ thôi. Thế ạ, em thì em bảo bà con xong rồi nghỉ xong rồi lấy một ít nước rượi qua cái xe rùa đi. Đó. Để cho nó đỡ đóng xi măng á. Được rồi, em Nu con ở xá rất là hay. Có ta đâu? Ta rồi đấy. Không đủ á? Chơi đủ không? Không đủ đâu thầy ạ, phải kéo cái kia vào một tí. Kéo cái ván vào một tí, vì chỗ đấy mỏng quá. Ta rồi. Vì mỏng quá đường là không được, mình cứ phải làm đều. Đang lấy cuốc. Đây này, thề nhá, toàn đeo trên đất đây. Đeo ủng không đeo. À. Sáng nay em chẳng biết là chị bảo đổ bê tông, anh là đổ bê tông từ hôm qua gì nữa. Ông lại văn nè. Chiều nay về bảo chiều nay nghỉ trưa về lấy ấy nhá. Lấy ủng nhá. Không sao đâu, là cả ngày thì mai cứ là mai cứ điên đường à. Sợ ăn chân của em ấy. Ăn chân không sao, lại bảo không sao. Thôi, ok đấy, thế là được đấy. Thích. À, cây vâng, ok. Cái này nó không bố ạ. Ôi dồi. Bố ạ. Đấy, thế thì thế mới vừa được. Ôi toàn đá mà. Nền của mình toàn đá đây. Không vào rồi.
À, bên dưới kia thì mọi người thấy bà con đã đây đang chia cơm rồi. Đang chia cơm ở dưới đấy. Xong rồi xuống ăn cơm thôi. Vâng, thưa các cô ơi, thì như mọi người thấy thì trên kia là các em nhỏ đó, vừa mới đi học về và hôm nay là buổi cuối tuần nên là các em đã được nghỉ rồi đó. Đi lại là dễ dàng hơn. Đeo khẩu trang. Cười rất là vui đấy. Được rồi, A Xính xin chào các cô các chú nào. Nào đi học như thế nào nhỉ? Xin chào các cô các chú. Đúng rồi. Áo này là toàn các cô các chú gửi tặng cho các em đấy ạ. Đấy. Chiếc áo khoác đấy ạ. Mà mạ nhá, mà mạ nhá. Mà mạ thôi. Đấy. À, đợt trước kia, cái thời những cái buổi đầu tiên em Duyên vào thì nói với các em thì không biết nó một nói tiếng phổ thông nào, nhưng bây giờ thì đã được đi học và như mọi người đã thấy đó, bây giờ thì mạnh bạo hơn, mạnh dạn hơn. Đó, bây giờ thì bảo là chào các cô các chú đi thì chào rất là hay, rất là vui, và đã có những buổi liên hoan bánh kẹo thì các em đã hát được những cái bài hát bằng tiếng phổ thông. Đấy là một điều rất là hạnh phúc và rất nhiều các cô chú anh chị mạnh thường quân đã cảm thấy rất là vui khi thấy bà con, cái mầm non tương lai của bà con từ chia đã thay đổi rất là nhiều rồi. À, trên kia có một cái đường tắt các em nhỏ đang đi lên đó. Cái đường đấy là đường tắt hai đường đấy. Anh đi trên kia xuống. Đây thì đây là những cái thành quả của buổi sáng nay. Đó. Buổi sáng nay thì nó vẫn còn hơi bỡ ngỡ một chút và cuồng công việc nó vẫn chưa được đều nên là nó có thể đổ chưa được nhanh, nhưng mà chúng ta làm có thể là chậm và chắc, vì mọi người biết là hôm nay đã cắt mất đi 6 người để đi chở xi này, sửa đường này. Đó. Nên là nó không được nhanh cho lắm. Đấy. Đấy. Hơi chậm nhưng không sao cả, chỉ cần đạt được cái thành quả và cái chất lượng công việc nó đảm bảo được, con đường nó đảm bảo một chút. Em thề với bố em xã đang cố gắng hoàn thiện nốt, và con gái thì đã rửa chân tay xuống bên dưới rồi, chuẩn bị là có những cái khay cơm để có tiếp tục cái sức lực làm buổi chiều nay nhé. Ở bên kia, ở bên trên kia còn rất nhiều các em nhỏ đang đi học về đấy, đang chạy nô đùa nhau. Vâng, đây mọi người ơi, thì em Tuyên xuống đến bên dưới này, bà con đã có những khay cơm ăn rồi đó. Thì như mọi người biết là ở gần thôn này đấy thì các em nhỏ sẽ lên ăn cơm cùng mẹ, cùng phụ huynh mình luôn đó. Bắt đầu là vào ngồi với mẹ ăn cơm. Đấy thì cũng cho em Tuyên cùng toàn thể hai ba hộ biệt lập thôn Để Chia xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước
đã luôn luôn quan tâm đến bà con Thừa Chia, đã giúp cho bà con Thừa Chia có những cái kinh phí và nhất là có những cái bữa ăn ngon như này sau những cái buổi làm việc, để bà con tiếp tục có sức lực để làm tiếp những cái con đường ước mơ này nhé mọi người nhé. Con đường nó là con đường huyền thoại, thì sau này nó sẽ thành một con đường đẹp của bà con Thừa Chia, để cho bà con Thừa Chia có một cái đoạn đường về với ngôi nhà của mình nó thật dễ dàng hơn, cho các mầm non tương lai đi học nó dễ dàng hơn nhé mọi người. Bây giờ thì em Tuyên xin phép và được tặng một video ở đây. Mọi người thấy video của em Tuyên hay, ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé mọi người. Và bây giờ em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Em Tuyên xin chào.